làm tốt công tác thanh tra giám sát để đảm bảo an toàn hệ thống, đi cùng với đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống tín dụng và thứ xử lý nợ xấu. Mình hơi tạ thật đi, không cầm bắn được. Căng căng quá nhỉ, khó phết à, nó làm nó giết mà. Lúc này lắp bây giờ. Đây. Giờ phát chết luôn. Hai thằng Alok, một thằng Maxim, một thằng Hayato.
gầy gầy. Xấu mạng
đúng cho anh cũng không một nào luôn. Nó muối đi luôn. Chả biết ăn nó bằng nào mà ăn rồi. Chào bé, được cả hai chút sớm nhé. Kéo lắm.